Okay, we can move into. Mời bên có chủ hàng mình Phúc Sakura hôm nay AK tài bến kết 2 AO. Quân số 1-0, AK được chứng đối với cuộc trận chung kết. Sau khi nghỉ 3 trận chung kết, Bảo đứng số 1 AK Phúc Sakura AO. Mời các em nội dung 35kg bước vào trình diện. Tỷ số 5-0.